Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài truyền hình Tuổi trẻ Hải ngoại BYNTV 57.3. Thanh Thanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức nóng về tình hình Việt Nam. Nhưng trước hết, Quốc Nam từ trong nước có bài ghi nhận về kế hoạch tái cấu trúc của các công ty bảo hiểm mà trước đây không lâu cuối năm ngoái đã có đợt tái cấu trúc lại ngân hàng, trong đó sáp nhập 3 ngân hàng mà Quốc Nam đã có bài chi tiết. Nay đến lượt các công ty bảo hiểm. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Quốc Nội ngày 4 tháng 2 năm 2012. Việc tái cấu trúc các doanh nghiệp lớn đã đồng loạt diễn ra vào cuối năm vừa qua. Điển hình là việc tái cấu trúc và sáp nhập 3 ngân hàng bị khủng hoảng về tài chính là ngân hàng đệ nhất gọi là Vietcombank, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Bank và ngân hàng Sài Gòn, SCB. Giai đoạn cuối năm 2011 là giai đoạn diễn ra hàng loạt các hoạt động rà soát của những tập đoàn kinh doanh nhà nước. Đây là động thái đi xuống của các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và quá trình cải tổ là việc khó tránh khỏi. Vừa qua, Bộ Tài chính xây dựng đề án tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó sẽ phân loại các doanh nghiệp này theo 4 nhóm, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát thích hợp. Nhóm 1, các doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo khả năng thanh toán hoạt động kinh doanh có lãi. Nhóm 2, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đảm bảo khả năng thanh toán nhưng kinh doanh còn khó khăn, chi phí hoạt động lớn, tỷ lệ bồi thường cao hoặc hoạt động kinh doanh không có lãi trong 2 năm liên tiếp. Nhóm 3, các doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán. Và nhóm 4, các doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán, bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và áp dụng các giải pháp theo quy định của các luật kinh doanh bảo hiểm. Nếu trong thời gian kiểm soát đặc biệt không khắc phục được, sẽ thực hiện sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính, doanh thu ngành bảo hiểm trong 10 năm qua luôn tăng trưởng cao, ổn định với tỷ lệ tăng bình quân 18,5%. Doanh thu bảo hiểm năm 2010 đạt 38.000 tỷ đồng. Ước thực hiện năm 2011 đạt 45.000 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2010. Tin Quốc Nam ghi nhận từ Việt Nam. Cảm ơn Quốc Nam và quay sang một số tin tức khác. 3.500 liền anh liền chị lập dàn đồng ca khổng lồ tại Hội Liêm. Kính thưa quý vị, như BYNTV đã loan ngày hôm qua về Hội Liêm Quan họ Bắc Ninh đã chính thức khai mạc. Sáng ngày 4 tháng 2 tại trung tâm Đồi Liêm, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, ban tổ chức Hội Liêm năm 2012 và Hội Những Người Yêu Dân Ca Quan họ Bắc Ninh đã tổ chức việc xác lập kỷ lục quốc gia. Nhiều người mặc trang phục quan họ và cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh với hơn 3.500 liền anh liền chị cùng tham gia. Đặc biệt xác lập kỷ lục có nhiều liền chị mới 5 đến 6 tuổi và nghệ nhân Nguyễn Thừa Kế 93 tuổi. Mặc dù tiết trời giá rét, song từ tờ mờ sáng thì hàng ngàn người liền anh liền chị đã tập trung đông đủ ở trường Nguyễn Đăng Đạo để diễn hành ra trung tâm Đồi Liêm. Ngay sau khi đội hình vào sân hội, lễ khai mạc xác lập kỷ lục và khách đến chơi nhà, tuy nhiên năm nào cũng vậy, vẫn có những cảnh bát nháo diễn ra. Nhiều trường hợp va chạm dẫn đến xô xát cãi vã. Các bãi trong giữ xe máy, ô tô tự phát được mùa chặt chém. Tình trạng trộm cắp móc túi hoành hành khiến nhiều du khách bực mình. Một số hình thức cờ bạc trá hình vẫn còn hoạt động như trò chơi, chiếc nón kỳ diệu hay chơi móc câu ăn tiền. Hàng ăn và các dịch vụ ăn theo đều tăng giá vô tội vạ, làm khó cho du khách. Tình trạng ăn mày, ăn xin đeo bám, chèo kéo du khách cũng gây cảnh nhếch nhác. Tình trạng thương mại hóa quan họ vẫn còn tồn tại. Trước lán quán, họ thường để chiếc nón quai thao, vừa để mời khách trầu tôm cánh phượng, vừa để nhận tiền bo. Tình trạng này diễn ra tương tự ở các thuyền quan họ. Nhiều liền anh liền chị trẻ tuổi mang trang phục quan họ nhưng lại hát những bài hát không liên quan. Công ty du lịch Việt làm giàu cho ngoại quốc, tin từ Hà Nội. Từ đầu năm nay tại Việt Nam, hàng loạt công ty du lịch nội địa thi nhau sập tiệm. Tình trạng nhức nhối này khiến cho nhiều người cho rằng các công ty du lịch Việt Nam chỉ lo làm giàu cho nước ngoài và vô tình làm nghèo cho nước mình. Theo báo chí trong nước, từ cuối năm 2011, số lượng khách du lịch các tour nội địa sụt giảm trầm trọng, khiến cho một số hãng lữ hành tại Việt Nam đóng cửa, ngừng hoạt động. Phó phòng khuyến mại du lịch nội địa Sài Gòn cho rằng giá tour nội địa tăng vùng vụt từ giá vé xe lửa cho đến giá phòng khách sạn và giá ăn uống tại các nhà hàng. Cái gì cũng tăng giá khiến du khách hầu như quay lưng lại với Việt Nam.
vé xe lửa Hà Nội - Lào Cai, giá ăn uống, giá vé máy bay tăng đều, ít nhất là 20% trong mùa du lịch cao điểm này. Rất nhiều du khách ngoại quốc và cả Việt Nam không thèm hỏi đến tour đi Việt Nam kể từ sau ngày 15 tháng 12 vừa qua, mặc dù người ta hỏi thăm không ngớt trước đợt tăng giá vé máy bay. Một đại diện các công ty còn nói, hầu như các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam chỉ tìm cách tận thu trong mùa Tết để bù lại tình trạng ế ẩm thời gian vừa qua. Thay vì đầu tư nâng cao phẩm chất hoạt động để chiếm lòng tin của du khách, thì giới thẩm quyền của ngành du lịch chỉ lo chặt chém. Trong nhiều năm qua, du khách đến Việt Nam không có nhiều chỗ để đến viếng thăm và vui chơi. Đã vậy thì mỗi năm giá cứ mỗi tăng, cho nên ngay cả người Việt Nam cũng không muốn đến các thắng cảnh của mình, từ Sapa, Vịnh Hạ Long cho đến Nha Trang, Đà Lạt. Có người còn cho rằng ngành du lịch nội địa đã áp dụng biện pháp đuổi khách thay vì thu hút du khách. Để duy trì hoạt động bình thường, các công ty du lịch Việt Nam quay sang chào mời, réo gọi khách hàng ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Cả hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines cũng ra sức mở các chuyến bay đến Mã Lai để đưa khách hàng Việt Nam đến các địa điểm du lịch sang trọng và mua sắm miễn thuế tại Mã Lai với giá rẻ. Vietnam Airlines đã đột ngột tăng giá vé máy bay từ Sài Gòn đi Hà Nội lên 1 triệu đồng, tương đương là 50 Mỹ Kim mỗi vé vào đầu năm âm lịch, đồng thời với việc giảm giá vé từ Sài Gòn đi Bangkok đến 50 Mỹ Kim. Thực tế này thì khiến cho một số du khách Việt hủy bỏ chuyến đi Sapa để quay sang đi Thái Lan, mà theo họ thì vừa rẻ, vừa thú vị hơn nhiều. Hòa thượng Thích Quảng Độ được dân biểu Sanchez đề cử Nobel Hòa Bình, tin từ Washington. Dân biểu liên bang Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm Nhân quyền Việt Nam, vừa gửi thư đến Hội đồng tuyển chọn giải Nobel Hòa Bình để đề cử Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cho giải Nobel Hòa Bình 2012. Một thông cáo báo chí của văn phòng nữ dân biểu này cho biết như thế. Trong lá thư viết gửi cho ông Thorbjørn Jagland, chủ tịch của Ủy ban Hòa bình Nobel, dân biểu Sanchez viết rằng, dù bị bắt bớ và quản chế hơn 30 năm qua tại quốc nội, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Hòa thượng Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục tranh đấu bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Những nỗ lực của Đại lão Hòa thượng đã mang nhiều niềm tin cho người dân tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Và bà viết thêm rằng, mặc dù chính quyền Việt Nam có những nỗ lực đàn áp các tiếng nói lương tâm như Hòa thượng Thích Quảng Độ, ông sẽ tiếp tục chọn con đường tranh đấu cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Dân biểu Sanchez nói thêm, nếu trao giải cao quý này tới Hòa thượng Thích Quảng Độ, có thể giúp nâng cao sự nhận thức của công dân quốc tế để họ biết rằng các tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn còn đang tiếp tục xảy ra khắp nơi trên thế giới như chúng ta đã thấy tại Việt Nam. Luật sư Lê Quốc Quân kiện Công an quận Hoàn Kiếm, tin từ Hà Nội. Luật sư Lê Quốc Quân cho hay, ông nộp đơn kiện Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vì lý do đã bắt giữ ông không có lý do chính đáng và tuân theo quy định của pháp luật. Đơn kiện của ông đề ngày 30 tháng 1, 2012, khởi kiện quyết định hành chánh ngày 13 tháng 4, 2011 của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông kể trong nội dung của đơn kiện là, ngày 4 tháng 4 năm 2011, ông đi đến tòa án thành phố để xem xử vụ án Cù Huy Hà Vũ thì bị cản trở rồi bị bắt, dù không làm điều gì sai trái. Sau khi bị bắt, nhà ông bị xét, công ty kinh doanh của ông bị phá cửa vào lục soát, lấy đi nhiều tài liệu và giấy tờ quan trọng. Ông bị giam giữ cùng với bác sĩ Phạm Hồng Sơn cho đến ngày 13 tháng 4 2012 thì bị đuổi ra khỏi nhà giam. Ông đã làm đơn khiếu nại, vụ bắt bớ giam bất hợp pháp thì không những không được giải quyết, mà vào ngày 13 tháng 1, 2012 lại còn nhận được một quyết định giáo dục 6 tháng của phường Yên Hòa, căn cứ theo quyết định cảnh cáo của Công an huyện Hoàn Kiếm ngày 13 tháng 4, 2011. Luật sư Quân căn cứ trên các điều 123, 124, 129, 296 và 303 của Bộ Luật Hình sự để đòi cơ quan tư pháp khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra, truy tố và xét xử những kẻ đã nhân danh pháp luật để bắt người trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở và ăn cắp tài sản của công ty ông. Luật sư Lê Quốc Quân, 40 tuổi, đã tham dự tích cực trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội hồi mùa hè 2011, cũng như các buổi thắp nến cầu nguyện của giáo dân đòi công lý ở Hà Nội trước đó. Ông là thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh. Bé sơ sinh nặng 6 kg tại Sài Gòn, tin từ Sài Gòn.
một bé gái vừa ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn, cân nặng 6kg, bằng em bé được 4 tháng. Báo Thanh Niên nói rằng đây là bé sơ sinh có cân nặng nhất mà bệnh viện từng ghi nhận trong 20 năm qua, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết như thế. Nguồn tin nói, bé gái nói trên sinh ngày 2 tháng 2 năm 2012 là con của sản phụ DTA, ngụ tại quận Tân Phú, Sài Gòn. Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã phẫu thuật giúp bé chào đời. Cả mẹ và con đều an toàn. Hiện nay em bé đang được chăm sóc, theo dõi chặt chẽ tại khoa sơ sinh của bệnh viện. Đây là con thứ hai trong gia đình của sản phụ DTA. Con đầu lòng của bà A cũng có cân nặng là 4.7kg lúc mới sanh, tức cũng nặng hơn trẻ sơ sinh trung bình ở Việt Nam là khoảng 2.5 cho tới 3.5kg. Chỉ trong 3 ngày đầu năm Nhâm Thìn, đã có 900 trẻ em ra đời tại các bệnh viện ở Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây.